em mình chuyên nhận cãi nhau đúng không ạ? Đúng rồi bạn. Giá cả sao bạn? Giọng Hà Nội hoặc Sài Gòn thì 500k một giờ nhé. Thế còn giọng địa phương? Nghệ An, Hà Tĩnh cộng 200k, Quảng Ngãi, Phú Yên cộng 300k. Hải Phòng thì sao? Hải Phòng thì chịu, bên mình chưa mua bảo hiểm. Nani? Hải Phòng người ta không cãi, người ta hành động. Trời ghê chưa? Em tên Hoa, nhà bán nước chưng cất từ gạo ủ lên men, cụ thể là R. Mong các cao nhân cho em xin ít content kéo khách, chứ dạo này ế bêu mõm mẹ em sắp đuổi em ra khỏi nhà rồi ạ. Rượu nhà Hoa, họa là dê ăn. Hoa lọ cồn. What the hell? Hoa cọ ba chấm à mà thôi. Thế em quan hệ có rộng không? Nani? Rượu Hoa, men Việt, kịch liệt mỗi đêm. Rượu Mai Hoa, họa mai sau. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Rượu ủ Mai Hoa, không qua 40. Mua rượu em Hoa, bộ thêm em Huệ. Wow. Hoa Sida, chuyên gia bán rượu. What? Đây nhé ạ. Bia rượu là thứ không tốt, bỏ được nên bỏ, bỏ không được ở đây có bán. Em Hoa, đủ loại lọ cồn, say không đau não, dù nôn vào tường. Làm thơ phải tránh vần ồn, không lại đụng đến cái hồn chị em. Rượu Mai Hoa, rượu chuẩn quốc gia. Dễ mà bạn, em Hoa bán rượu, chứ không bán hoa. Hoa chuyên bán rượu từ cồn, uống vào một chén kiểu gì cũng say. Rượu vào lời ra, em Hoa bán cồn. Rượu làm từ gạo nhà Hoa, anh em uống rượu cũng là ăn cơm. Nghề nghiệp của tao có nhiều góc khuất chúng mày ạ. Cuối năm kinh tế khó khăn, chúng mày có nghĩ tao lên xa lầy vào vũng bùn không? Anh ơi, em hỏi chút, nay em mới rảnh để phép. Mình nghe ạ. Liệu em muốn khi tập thoải mái thì mình có thể chỉ mặc đồ lót được không ạ? Anh ý. What? Gì vậy trời, mình đang xả béo như con lợn bạn ơi. Mà bạn là nam hay nữ mà hỏi câu đó đó? Hiểu kiểu gì? Người đàn bà có hai trái cả đó. Bình thường mà bạn ơi, ai cũng có nỗi khổ trong nghề mà bạn. Giờ chị không có khả năng trả em chơi chị trừ vô tiền nợ được không? Ông lại còn hỏi nam hay nữ để đưa ra quyết định à? Cũng vì cái nghèo thôi bác. Nữ thì đời nở hoa, còn nam thì bác nở hoa đúng không bác? Phận là bậc trượng phu, sao có thể vì cái nghèo mà chấp nhận nhuộm vàng kiếm của mình được, thật là mất mặt quá. Một họa sĩ từng nói, nam nữ quan trọng đéo gì, sướng là được. Cờ đến tay không phất nhanh, sau này hối hận đó. Cẩn thận hai hòn dai cua may. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, được giá thì đi. À thế à? Bạn tao làm phòng tập hơn 10 năm cũng phịch phải hơn 50 đứa, chồng nó ở nhà làm sao biết được, khuất lắm luôn. Năm tao 20
30 tuổi cũng từng đi với vài anh U30, U40, đa phần là dân gym và dân ngành y, cứ đi uống nước bình thường thôi, chỉ có nhắn tin là hơi bệnh một chút. Tao nhớ hôm đó mấy ông rủ đi ba, có lỡ vui vẻ làm chục chai Tiger mà say quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở khách sạn, vài lần tiếp diễn như thế luôn. Từ đó trở đi dù đi chơi ở đâu với mấy ổng tao cũng không bao giờ uống bia Tiger, vì uống bia này sáng dậy đau đít vãi. Do chia tay người yêu đã lâu, không sử dụng đến nên em pass nhanh 500k, nếu ai chưa biết thì em hướng dẫn cụ thể kèm theo luôn ạ. Wow. Em ở đâu để thằng em của anh tới mua, còn em hướng dẫn anh được rồi, về anh chỉ lại nó. À thế à? Có video dạy cụ thể không ạ? Em xin hộ anh Huy Hùng. What the hell? Võng không ra võng, giường không ra giường, cho không tao cũng không từ chối. Hướng dẫn xong có được cùng em thực hành không? Cách sử dụng đây ạ. Oh my god. Khỏi hướng dẫn. Nhận về nhiều bình luận. SL khi đang livestream trên TikTok, Thủy Tiên cười vui vẻ, Tiên không có để bụng đâu, các bạn đừng xin lỗi Tiên nữa, chuyện cũ đã qua rồi thì cho qua đi, ai cũng có cái nghiệp của mình nên thôi, mình bớt bớt nghiệp là được. Tưởng khen xinh lắm. Ở một diễn biến khác, ngay cả những cái quảng cáo nào mà không có đạo đức hoặc là những cái thương hiệu đó họ không có đặt cái sự đạo đức lên hàng đầu thì trả cách mấy tiền cũng không nhận. Mình làm như thế nào, mình sống như thế nào mà mình cảm thấy cái con người mình có giá trị, giữ cho cái đạo đức mình nó tốt là được, không tiền bạc nó không phải là tất cả. Trong bóng đá, nhiệm vụ ghi bàn từng là thước đo phong độ của một tiền đạo. Ở trong những trận đấu lớn, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Để ghi điểm trong những thời khắc quan trọng, niềm tin cùng quyết định chính xác chính là chìa khóa thành công. Vinh chọn tin ở đồng đội, tin vào bản thân, kề vai sát cánh mang về chiến thắng vinh quang. Hiện tại, Vinh dành một phần tin tưởng đó cho Meta8 Live TV, nền tảng xem bóng đá hoàn toàn miễn phí. Thành công là khi chúng ta đặt niềm tin đúng chỗ. Công Vinh chọn Meta8 Live TV. Tại Meta8 Live TV ngay, Meta8 Live TV đã có trên App Store và Google Play. Còn nhớ chưa? Cố tỏ ra mình ổn nhưng bên trong có khi là nước mắt. Giá mà bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cũng lạc quan được như Tiên thì tốt. Tuy nụ cười của chị luôn nở trên môi, nhưng tận sâu trong lòng chị thì chưa bao giờ ổn. Nữ hoàng lạc quan, kẻ chối bỏ nỗi buồn, chúa tể của sự hy vọng. Nhà có điều kiện nhìn phát biết ngay. Có bốc đầu được không ạ? Hả? Hay cái này phòng khi bị táo bón thì có chỗ vịn lấy đà. Wow. Xe này không tốn xăng chỉ tốn nước thôi. Quá chuẩn luôn. Xe này hay thì tiếng mô lạch bạch khói có mùi nữa. Vừa dặn vừa bít ga thì chuẩn bài nè. Ôi trời ơi. Ở một diễn biến khác, hết cứu. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.